đưa bố xem. Con viết cái gì nào? Cho bố xem. Thôi được rồi. Bố tôi là người tuyệt vời nhất. Bố là người đẹp trai nhất. Là người thông minh nhất. Là người tốt bụng nhất. Bố là siêu nhân của tôi. Bố luôn muốn tôi học thật giỏi ở trường. Bố tôi là người tuyệt vời nhất. Nhưng đi học vui nhá. Bố nói dối về công việc của mình. Bố nói dối rằng bố có nhiều tiền. Đói. Bố nói dối rằng bố luôn thấy vui vẻ. Bố nói dối rằng chúng tôi có tất cả. Bố nói dối tất cả chỉ vì tôi.